Hi, xin chào các bạn. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video clip của mình thì mình là Duy, trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng. Bên cạnh của Duy các bạn đây là hai chiếc S, S450 Luxury phiên bản 2021 và S450 L phiên bản 2022. Vừa rồi thì Duy cũng đã quay cho các bạn xem rất là kỹ, thật là chi tiết cái chiếc xe S450 phiên bản 2022 này rồi. Thì với clip ngày hôm nay thì Duy sẽ cho các bạn xem cái sự so sánh giữa hai cái chiếc xe phiên bản 2021 và phiên bản 2022 nó sẽ khác nhau như thế nào, cũng như là chiếc xe S phiên bản mới này của chúng ta nó có cái những cái chi tiết gì nâng cấp so với lại cái phiên bản trước đây. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn cùng Duy xem thật kỹ hai cái chiếc xe này, và các bạn thích cái chiếc xe nào hơn thì cứ cho Duy biết hơn ha. Ok. Về phần tổng thể các bạn sẽ thấy là S450 Luxury phiên bản 2021 các bạn thì được thiết kế theo cái nét truyền thống của những cái chiếc xe Mercedes-Benz S-Class từ trước đến giờ. Đó, các bạn thấy là cái sự coi như là uy nghi cũng như là sang trọng và cực kỳ lịch lãm trên cái phiên bản 2021 này. Đó, khi đứng trước phần đầu xe thì các bạn sẽ cảm giác là cái chiếc xe của chúng ta nó cực kỳ ngầu luôn, và đúng chất là dành cho những ông chủ ha. Đúng chất là dành cho những ông chủ luôn. Đó, về phần thiết kế lưới tản nhiệt thì các bạn vẫn thấy nè, đây là cái sự truyền thống của cái chiếc xe nè, các bạn thấy không, lưới tản nhiệt vẫn là lưới tản nhiệt dạng nhiều nan ha. Đó, đèn pha thì lúc nào cũng là to đó, và có một cái logo đứng ở trên capo. Còn đối với cái phần đầu xe của chiếc xe S-Class phiên bản 2012 thì các bạn sẽ thấy là chiếc xe của chúng ta nó không còn giữ được cái sự nghiêm túc nữa các bạn, và thay vào đó đây là một cái chiếc xe mà dành cho những cái ông chủ yêu thích cái phong cách thể thao nè, những ông chủ thích tự lái nè, hoặc là những ông chủ trẻ các bạn. Đó, cái nét trẻ trung thể thao trên cái chiếc xe S450 phiên bản 2022 này thể hiện cực kỳ rõ luôn ở cái phần đầu xe. Đó, cái đèn xe của chúng ta thì bây giờ được thiết kế nhỏ lại nè, đó, được vuốt nhỏ lại nè, các bạn thấy không? Nhìn rất là cá tính luôn ha. Thì trước đây thì các bạn thấy nè, cái đèn pha thì thiết kế cực kỳ đơn giản luôn. Đó, nó sẽ làm rất là to luôn ha, cũng như là có 3 mí nè. À, nhưng đối với phiên bản 2022 này thì được thiết kế lại hoàn toàn luôn. Đó, đèn pha của chúng ta thì ở bên trong nó có 3 cái cụm LED lớn nè các bạn nha. Và đây là đèn công nghệ multi beam LED, nó vẫn giữ nguyên cái công nghệ đèn so với là cái phiên bản 2020 và 2021. À, thì với cái đèn pha multi beam LED này Duy cũng đã giới thiệu cho các bạn rất là nhiều rồi. Bên trong của cái đèn này nó có rất rất là nhiều những cái tính năng nữa ha các bạn. Đó, mọi cái điều kiện đường xá khác nhau thì cái đèn pha của chúng ta nó sẽ thích ứng với mọi điều kiện đường xá luôn. Tiếp theo nữa là các bạn thấy nè, về phần cái lưới tản nhiệt nè các bạn, thì lưới tản nhiệt giữa hai cái chiếc xe này các bạn vẫn thấy có cái nét gì đó nó giống nhau, cái đúng không các bạn? Đó, vẫn là lưới tản nhiệt dạng nhiều nan nè, cũng như là hai thanh kép nè. Đó, cũng như là một cái logo đứng ở trên capo, thì cái nét truyền thống của S-Class thì vẫn được giữ nguyên các bạn, bởi vì đây là cái sự truyền thống của chiếc xe rồi, bao nhiêu năm nữa thì Duy nghĩ là S-Class nó vẫn giữ cái phần lưới tản nhiệt như thế này. Đó. Thì về phần lưới tản nhiệt thì các bạn sẽ thấy nó có một vài cái chỗ khác nữa các bạn, thì đây là do những cái công nghệ camera cũng như là radar nó gắn ở trên này, cho nên là các bạn thấy có những cái mặt gương thôi, nhưng mà xe của chúng ta thì vẫn có một cái camera phía trước nè. Đó, thì cái điểm này thì thực ra là các bạn Duy sẽ không có thích bằng so với là cái phiên bản 2020, 2021 là cái camera được giấu ở bên trong luôn. Cho nên là khi mà chúng ta lùi xe hoặc là camera bật lên á, thì cái camera mới mở ra. Cho nên là camera được bảo vệ ở bên trong nó sạch sẽ hơn rất là nhiều. Đó, còn camera này thì để lộ bên ngoài luôn các bạn. Đó, thực ra nếu mà cái chi tiết này mà để ẩn bên trong nữa thì Duy nghĩ là cái phần đầu xe của chiếc xe S-Class phiên bản 2022 này sẽ đẹp hơn, cũng như là cái phần camera này được che kín lại thì sẽ sạch sẽ hơn rất là nhiều ha. Ok, tiếp theo nữa là cái phần lưới tản nhiệt, thì đây là cái phần lưới tản nhiệt thì các bạn sẽ thấy nó cũng sẽ thiết kế lại nhìn nó thể thao cũng như là góc cạnh hơn, đúng không các bạn? À, về phần đầu xe thì
thật sự là cái chiếc S-Class này nó quá là ấn tượng luôn. Có thể là Duy là một người trẻ cho nên là với cái thiết kế này thì Duy cực kỳ thích luôn. Không biết là các anh chị và các bạn thấy nó như thế nào ha. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các anh chị và các bạn đi sang bên hông của hai chiếc xe này ha. Thì S450 phiên bản 2022, đây là phiên bản L các bạn, chưa phải là phiên bản luxury, cho nên các bạn sẽ thấy cái phần mâm nó sẽ được thiết kế như thế này. Và mâm xe của chúng ta là mâm 19 inch thôi. Đó, mâm 19 inch thôi các bạn nha. 255/45 R19. Về phần hệ thống treo của chiếc xe Mercedes-Benz S450 phiên bản 2022 này vẫn sử dụng hệ thống treo E-matic bằng hệ thống treo và phuộc hơi các bạn. Nó cũng sẽ giống như trên cái chiếc xe S450 phiên bản 2020-2021. Đó, hệ thống treo xe bằng hơi thì các bạn biết rồi ha. Chúng ta có thể nâng cao, hạ thấp được gầm xe. Ngoài ra thì cái hệ thống treo xe này nó cực kỳ êm luôn, làm cho chúng ta ngồi ở bên trong xe cảm giác là thoải mái nhất có thể ha các bạn. Đó, còn với đối với cái lớp xe của cái chiếc xe phiên bản luxury các bạn, thì đối với phiên bản trước vẫn là sử dụng cái mâm 19 inch, nhưng mà cái kiểu mâm thì nó sẽ thiết kế khác hơn một chút xíu nè. Thì lớp xe của chiếc xe S450 phiên bản 2022 này sử dụng lớp đến từ Hàn Quốc, là lớp Hankook các bạn. Thì lớp xe này nó là cái lớp xe thông thường thôi, không phải là lớp xe brand lab giống như là cái phiên bản 2020 và 2021. Thực ra Duy rất là thích cái lớp xe brand lab luôn các bạn, bởi vì là khi mà mình đi ở tốc độ cao á, mình chạy mà mình sẽ không có sợ là cái trường hợp mà nó bị nổ lớp xe đó. Thì thực ra đối với cái lớp xe này thì Duy sẽ không có thích bằng so với lại cái phiên bản 2020-2021. Thực ra với cái chi tiết này các bạn nó cũng khá là dễ luôn, bởi vì là khi mà chúng ta đi một thời gian các bạn, có thể là bánh xe nó mòn thì chúng ta có thể thay lại là cái lớp brand lát luôn, nó rất là đơn giản, không có vấn đề gì hết. Về bằng mâm xe thì các bạn sẽ thấy ha, nó được thiết kế mang cái tính chất thể thao, nó nằm ở đây bởi vì là cái mặt trong của cái chiếc xe các bạn là sơn màu đen, mặt ngoài để lộ mặt nhôm luôn. Đây là cái phong cách thiết kế gần như là của AMG luôn ha, nhưng mà cái mâm xe này của không phải là mâm của AMG. Bộ phanh của chúng ta thì S-Class rồi, lúc nào cũng vậy các bạn nha. S-Class thì lúc nào cũng vậy, cái đĩa phanh lúc nào nó cũng thiết kế cực kỳ to, cũng như là bên trong nó sẽ có là những cái lỗ nè, và cái cùm phanh của S-Class lúc nào nó cũng sẽ to hơn. Bởi vì sao các bạn, chiếc S của chúng ta nó rất là to cũng như là rất là dài và nó rất là nặng nữa, cho nên là đòi hỏi là cái cùm thắng nó lúc nào nó cũng phải làm việc hiệu quả hơn, nhiều hơn, cho nên là S-Class của chúng ta lúc nào cũng có một cái cùm phanh cực kỳ to ở phía trước luôn. Ok, đi sang bên hông một chút xíu nữa thì các bạn sẽ thấy cái gương chiếu hậu giữa hai chiếc xe này nó có giống nhau không các bạn? Nó cũng gần như giống nhau ha. Cái cùm gương chiếu hậu này thì nó được thiết kế cũng mà bo tròn, nhưng mà nó có một cái mí led nhỏ ở đây thôi. Còn cái đèn của phiên bản 2022 thì nó sẽ to hơn một chút xíu. Camera 360 độ cho hai chiếc xe nó nằm ở đây. Ok, thì S-Class phiên bản 2022 này thì được thiết kế cái tay nắm cửa ẩn vào bên trong nè. Khi mà chúng ta chạm vào cái tay nắm cửa thì nó sẽ đưa ra ngoài ha. Thì với một cái chi tiết này như thế này các bạn, thì làm cho cái chiếc xe của chúng ta mang cái tính chất là thể thao hơn. Bởi vì là các bạn sẽ thấy cái tay nắm cửa này nó chỉ xuất hiện trên những cái dòng xe mà gọi là siêu xe các bạn. Nó cần phải giảm cái chỉ số cản gió, rồi cần cái sự liền lạc của một chiếc xe, cũng như là về phần thiết kế bên hông chúng ta sẽ nhìn thấy đẹp hơn rất là nhiều đó. Nhưng mà chiếc xe S450 phiên bản 2022 này Mercedes-Benz thiết kế cho nó ha, cực kỳ táo bạo luôn các bạn ha. Thực ra thì Duy cũng khá là bất ngờ, bởi vì là Mercedes-Benz chọn cái tay nắm cửa ẩn cho cái chiếc xe sang trọng như thế này ha. Tay nắm cửa truyền thống của Mercedes-Benz cũng như những cái dòng xe khác thì vẫn là như thế này. Thực ra các bạn, với cái chi tiết một cái tay nắm cửa bình thường như thế này, nó sẽ tiện lợi hơn, mình mở lúc nào cũng được các bạn. Các bạn sẽ không có đợi nó đưa ra ngoài, không có đợi nó giấu vô trong, cũng không có đợi nó thọt ra ngoài rồi mình mới mở cửa. Còn cái này lúc nào mình có phải mở cửa hoặc là đóng cửa, tùy thích lúc nào cũng được, nó sẽ không phải chờ đợi gì hết. Thì thực ra chờ đợi cũng không có phải bao lâu đâu bạn, 1 giây hoặc là 2 giây thôi, nhưng mà trong những cái điều kiện như là trời nắng nóng nè, hoặc là trời mưa ha, thì chúng ta sẽ thấy là nó chúng ta phải chịu khó một chút xíu, 1 giây hay 2 giây ha, nhưng mà nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra phía sau một chút xíu nha.
Về phần đuôi xe giữa hai chiếc xe này thì được thiết kế lại gần như là khác hoàn toàn luôn các bạn nha. Đèn xe của chúng ta bây giờ được thiết kế nhỏ hơn cũng như là rất là táo bạo các bạn. Nhọn, vuốt nhọn luôn ha, hai bên. Bên trong thì có những cái viên pha lê sáng lên lấp lánh rất là đẹp. Ok, còn đèn pha phiên bản 2020, 2021 hoặc là với những cái chiếc xe S-Class trước đây thì các bạn sẽ thấy nè, cái đèn lúc nào nó cũng được thiết kế rất là to luôn các bạn nha. Rất là to luôn, khi mà chúng ta đi từ phía sau chúng ta nhìn thì chúng ta biết chắc chắn đây là cái chiếc S-Class rồi. Bởi vì cái đèn nó lúc nào nó cũng sẽ to hơn những cái dòng xe khác rất là nhiều. Về phần bô xe thì như thấy là hai cái phần bô xe này vẫn là bô kép đối xứng nha, không có gì khác biệt hết. Cũng như là bên hông nó vẫn có cái nẹp chrome nè, bên hông vẫn có nẹp chrome ở đây. Về phần đuôi xe thì Duy nghĩ là cái phần mà cải tiến lại ở phần đèn chính là cái chi tiết mà làm cho nổi bật hơn ở cái phần đuôi xe đó. Khi mà nhìn tổng thể các bạn sẽ thấy như thế nào các bạn, các bạn thích chiếc xe nào hơn ở phần đuôi xe ha, cứ cho Duy biết. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi vào khoang bên trong nội thất của hai cái chiếc xe này. Thì thực ra rồi đối với cái chiếc S450 phiên bản 2022 này thì Duy đã quay các bạn xem clip ở trước rồi. Đó, ngày hôm nay thì Duy cũng sẽ cho các bạn xem lại ha. Thực ra đây là một cái chi tiết thiết kế, một cái nội thất được thiết kế coi như là Duy nghĩ đây là cái chiếc xe có nội thất đẹp nhất trên thế giới luôn các bạn. Không biết là đúng hay không ha. Những cái chi tiết của chúng ta các bạn thấy nè, nó quá là tinh xảo luôn, quá là đẹp luôn ha, rất là đẹp luôn các bạn. Từng đường nét, từng chi tiết của chiếc xe S450 phiên bản 2022 này nó quá là đẹp luôn. Các bạn xem cái ghế nè, có cái ghế nào đẹp bằng cái ghế này không các bạn ha. Khi ngồi vào khoang bên trong nội thất của cái chiếc xe S450 này các bạn thì Duy cảm giác mình là một ông chủ mà ha. Khi ngồi vào khoang lái của chiếc xe này, mình cảm giác mình là một ông chủ chứ không phải là mình là một cái anh tài xế nữa. Bởi vì là cái chiếc xe này nó quá là công nghệ luôn. Nó dành không chỉ là dành riêng cho người lái nữa các bạn, không dành riêng cho người ngồi nữa mà là dành riêng cho người lái nữa. Đó. Bởi vì sao mà Duy nói như vậy các bạn? Bởi vì trước đây á, chiếc xe S-Class của chúng ta chỉ có một cái gối đầu, hai cái gối đầu ở hàng ghế phía sau thôi. Nhưng bây giờ S-Class của chúng ta được trang bị hai cái gối đầu cho hàng ghế phía trước nữa. Cho nên là Mercedes-Benz sẽ chú trọng hơn cho người lái ha. Và điển hình là những ông chủ ha, thích tự lái xe. Và thứ hai nữa, chiếc xe S-Class này dành cho những cái ông chủ trẻ các bạn. Đó, bởi vì là đây, cái màn hình nó quá là ư là công nghệ luôn. Rất là nhiều thứ nó nằm ở bên trong cái màn hình này. Đây là cái hệ điều hành MBUX 7.0, hệ điều hành mà tiên tiến nhất cũng như là mới nhất của Mercedes-Benz hiện nay. Không biết nó có phải gọi là tiên tiến nhất trên thế giới hay không nữa ha. Các nút bấm các bạn sẽ thấy gần như là giản lược hoàn toàn luôn. Đó, các bạn sẽ thấy bây giờ Duy sẽ đóng cái này lại nè. Các bạn sẽ thấy là đó, nó sẽ thành một khối liền mạch ở đây. Và không có một cái nút bấm nào ở đây giống như là cái phiên bản trước nữa. Cũng không có những cái nút chỉnh dynamic rồi nút nâng gầm hạ gầm. Tất cả mọi thứ của chúng ta sẽ điều khiển ở trên màn hình này hết luôn các bạn. Ở đây nó chỉ có những cái nút như là dynamic nè, rồi hệ thống hỗ trợ đậu xe nè, nút cài đặt nè, nút này là nút khẩn cấp nè ha. Và đây là cái nút mà để chúng ta giống như là set up những cái cài đặt nó theo ý của chủ nhân đó. Chúng ta chỉ việc chạm vào đây để nhận diện dấu vân tay và nó sẽ trở về đúng giống như là những cái gì mà chúng ta đã cài đặt ha. Tắt mở màn hình, volume lớn nhỏ. Ngoài ra còn lại thì nó sẽ nằm ở bên trong này hết luôn các bạn. Menu nè, cài đặt nè. Các bạn sẽ thấy không, nó rất là nhiều thứ nằm trong này. Và đặc biệt các bạn, xe của chúng ta mặc dù rất là nhiều những tính năng, như các bạn sẽ thấy nè, gần như là những cái tính năng này nó cực kỳ thân thiện luôn, nó thiết kế cực kỳ thân thiện luôn và sử dụng ngôn ngữ là tiếng Việt luôn chúng đó các bạn, không rất là dễ xài. Thực ra thì khi mà Duy giao xe các bạn trước đây thì Duy sẽ mất thời gian rất là nhiều trong cái việc hướng dẫn xe cho khách hàng, nhưng đối với những cái chiếc xe gần đây của Mercedes-Benz thì hầu như là Duy sẽ không có cần phải tư vấn hoặc là không có cần phải coi như là hướng dẫn cho khách hàng nhiều, mà khách hàng có thể là tự coi như là thao tác rồi tự mà coi như là biết luôn các bạn. Đó, Duy không phải mất thời gian rất là nhiều nữa. Hệ thống hỗ trợ nè, thì đối với cái phiên bản mới bây giờ các bạn thì xe của chúng ta có tính năng là
giữ khoảng cách nè, đó, bằng cách là chúng ta có thể là kích hoạt tính năng này ở trên cái vô lăng, đó, thì xe của chúng ta sẽ giữ cái khoảng cách ha, chủ động nè các bạn. Các bạn có thể là cài đặt ở đây ha, năng động êm ái, hệ thống treo phục dynamic nè, tránh va chạm nè, tránh va chạm là cái hệ thống phanh chủ động đó các bạn, đó, hệ thống giám sát làn đường chủ động nè, hệ thống hỗ trợ điểm mù nè, đó, thì đây là những cái tính năng mà mới có của Mercedes-Benz trên cái chiếc xe S-Class này đối với phiên bản 2020, 2021 hoặc là những cái phiên bản S-Class trước đó nó cũng sẽ không có cái tính năng này. Thực ra với cái chiếc xe S-Class 2022 này các bạn thì bên trong nó có cực kỳ nhiều những cái tính năng luôn. Đó, nhưng mà những cái tính năng này Duy nghĩ là đối với những cái người trẻ ha, những ông chủ mà thích công nghệ rồi thích những cái tính năng về giải trí tiện nghi á, thì Duy nghĩ là mới có thể là xài nhiều thứ ở trên cái này. Còn với những ông chủ mà không có thích, các bạn chỉ việc lên xe lái xe hoặc là làm việc á, làm việc rất là nhiều không có thời gian á, thì Duy nghĩ là đối với cái phiên bản S-Class 2020 2021 thì có thể là phù hợp hơn. Rất là nhiều thứ luôn các bạn. Thực ra thì Duy là một người các bạn khi mà thích lên xe nghe nhạc rồi trải nghiệm những cái tính năng về tiện nghi giải trí á, cho nên là Duy cực kỳ thích chiếc xe S-Class này ha. Ok, thì đối với cái chiếc xe S450 mà Duy đang ngồi ở đây các bạn, thì đây là cái phiên bản L, thì có thể nói là phiên bản tiêu chuẩn thôi. Nhưng mà Mercedes-Benz lần này trang bị cho em nó là cái bộ da cao cấp luôn các bạn, da Nappa Exclusive luôn ha. Thì trước đây cái S450 phiên bản 2020-2021 thì chỉ trang bị cái da thật thôi, da bình thường thôi. Đó, nhưng mà đây lần này thì Mercedes-Benz trang bị cái da Nappa luôn. Đó, các bạn sẽ thấy nè, những cái ô quả trám nè, rất là đẹp ha. Thì đây là một cái chi tiết mà Duy nghĩ là S-Class thì cần phải trang bị cái ghế da cao cấp như thế này. Cho dù cái phiên bản L hay là phiên bản Luxury gì thì Duy nghĩ đây vẫn mới là cái option mà hợp lý cho cái chiếc xe S-Class. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra ở phía sau ha, để trải nghiệm cái không gian phía sau. À, mà quên nữa các bạn sẽ thấy nè, ở đây nó một cái máy tính bảng ha, một cái máy tính bảng liên lạc, một cái đồng hồ công tơ mét ha, nó sẽ không ăn nhập vậy là cái bạn màn hình này gì hết. Đó, thì có thể là đây là một cái thiết kế mà một số khách hàng thì có thể không thích các bạn. Đó, nhưng mà Duy thấy là nó cũng rất là đẹp ha, không có vấn đề gì. Khu vực này thì là máy lạnh nè. Ha, trước đây thì các bạn sẽ thấy S-Class là một cái màn hình như thế này ha, nó chạy dài từ đây qua tới đây luôn. À, nhưng mà đối với phiên bản này thì nó hoàn toàn khác rồi. Ok, bây giờ Duy sẽ mời các bạn đi ra khoang phía sau. Khi ngồi vào cái vị trí ghế này các bạn, Duy cảm giác là cái chiếc xe của chúng ta nó có cái ghế nó ngã nhiều hơn so với cái phiên bản trước đây á. Thật sự là như vậy luôn các bạn. Đó, bây giờ Duy sẽ lùi ra hết nè. Đó, cái cảm giác mà đối với cái chiếc xe S-Class này thì Duy ngồi vào thì cảm thấy là nó ngửa người hơn ha. Có vẻ là nó ngửa hơn rất là nhiều. Đó, cũng như là cái ghế của chúng ta có xu hướng là ngồi trũng hơn một chút xíu. Đó, cảm giác là nó sẽ ôm cái ghế của chúng ta, nó sẽ ôm vào người ha. Đó, thì Duy cực kỳ thích ngồi những cái chiếc xe như thế này, nó tạo một cái cảm giác ôm người cũng như là có vẻ thể thao hơn các bạn ha. Ngoài ra thì mặc dù đây là cái phiên bản L các bạn, nhưng mà Mercedes-Benz trang bị cho em nó một cái ghế ngồi thương gia ở vị trí này, có bờ bắp chân luôn nè các bạn, thấy không? Tiếp theo nữa các bạn thì cái seat belt, cái dây đai an toàn này các bạn, thì đây là cái dây đai an toàn tiêu chuẩn thôi. Đó, nhưng đối với cái phiên bản S 2020-2021 các bạn, thì đây là dây belt airbag luôn. Đó, dây belt có túi khí luôn các bạn. Thì thực ra Duy nghĩ là cái chi tiết này á, nó cũng không quá cần thiết đâu. Bởi vì là Duy thấy là đa phần các anh chị ở Việt Nam mình khi mà ngồi phía sau đều không có seat belt. Cũng như là Duy nghĩ là đối với cái seat belt này nó sẽ nhẹ nhẹ hơn các bạn. Một lát nữa Duy sẽ cho các bạn xem ha. Cái dây seat belt bên kia đó là cái dây belt airbag, cho nên nó dày hơn rất là nhiều. Cũng như là khi mà chúng ta kéo chúng ta để cài vào các bạn, nó sẽ cảm giác nó nặng tay hơn ha. Thực ra thì đó là một cái chi tiết mà airbag nó rất là hay. Nhưng mà Duy thấy là cũng không phải quá cần thiết đâu. Đó, thì đối với cái phiên bản 2021 này thì Mercedes-Benz sẽ cho về cái seat belt tiêu chuẩn. Thì đối với cái màn hình
ở phía sau bây giờ các bạn, đây là màn hình MBUX. Trước đây thì chúng ta sẽ có một cái remote để mà để điều chỉnh ha, nhưng mà đối với phiên bản này thì chúng ta sẽ không còn cái remote nữa, mà tất cả mọi thứ để chúng ta điều chỉnh bằng cái cảm ứng nè. À, các bạn thấy không, rất là hay luôn. Thì đối với cái xe phiên bản 2020 2021 bạn, thì như thấy đa phần các anh chị khách hàng của chúng ta cũng không có xài cái, không có xài tới cái remote luôn á. Nhiều khi mà Duy giao xe mà Duy thấy mấy anh chị đi mấy năm luôn cũng chưa khui cái remote ra nữa ha. Đó, nhưng mà đối với phiên bản này thì Duy nghĩ là nó sẽ tiện lợi hơn. Các anh chị của chúng ta có thể là chỉ cần một cái ấn ở đây là mở màn hình, bấm một cái là tắt màn hình, và chúng ta có thể điều khiển mọi thứ ở cái màn hình ở phía trên bằng cái màn hình ở phía dưới này. Đó, chúng ta có thể là nghe nhạc, xem phim, giải trí ở đây bằng cái headphone nữa. Đó, nó sẽ riêng tư hơn rất là nhiều ha. Ok. Thì thực ra với cái màn hình ở phía sau này nó có rất rất là nhiều những tính năng, cho nên là khi các anh chị và các bạn đến showroom trực tiếp bên Duy thì Duy sẽ chia sẻ với anh chị các bạn ở cái màn hình ở phía sau rất là nhiều ha, rất là nhiều thứ luôn. Ở đây thì các bạn sẽ thấy là có rèm cửa nè. Kính xe của chúng ta là kính cách âm, cách nhiệt các bạn nha, kính hai lớp nè. S-class thì chúng ta phải là như vậy các bạn, phải là như vậy mới gọi là S-class ha. Rèm chỉnh điện ở đây ha, phía sau cũng vậy. Ngoài ra thì chúng ta có thể là đóng mở rèm điện ở trên cái màn hình này luôn ha, rất là dễ. Ok, bây giờ là Duy sẽ cho các bạn xem cái động cơ của chiếc xe S450 phiên bản 2020 và 2021 nó giống nhau và khác nhau như thế nào ha. Về phần động cơ thì S450 phiên bản 2020-2021 sử dụng cái động cơ truyền thống của Mercedes-Benz. Đây là động cơ 3.0 lít, công suất là 367 mã lực, cùng với hộp số là tự động 9 cấp ha. Đây là động cơ truyền thống, bởi vì sao các bạn, sử dụng động cơ xăng 100% luôn. Nhưng đối với cái phiên bản 2022 này thì đây là một cái động cơ mới hoàn toàn luôn. Và cái động cơ này thì nó rất là giống cùng một động cơ trên chiếc xe Mercedes-Benz GLS 450 ha. Đây là động cơ 6 xi lanh thẳng hàng 3.0 lít của Mercedes-Benz các bạn. Thì đối với cái động cơ của phiên bản 2020 đây là động cơ V ha, còn đây là động cơ Y, động cơ thẳng hàng nè. Đó, thì với động cơ thẳng hàng này thì các bạn sẽ thấy là cái động cơ của chúng ta sẽ được thiết kế gọn hơn, nhỏ gọn hơn so với là động cơ V nè. Ngoài ra thì động cơ thế hệ mới của chiếc xe S-Class này kết hợp với lại một cái motor điện 48V được gắn ngay trục bánh đà của động cơ để mà quay cái động cơ phụ cho cái động cơ xăng này. Khi mà chúng ta lên xe, chúng ta đề máy các bạn, thì các bạn sẽ thấy là nó cực kỳ êm ái luôn. Cảm giác là chúng ta sẽ không có cái tiếng đề máy cũng như là giống như trên chiếc xe động cơ truyền thống S450 phiên bản 2020-2021. Hộp số của chúng ta vẫn là cái hộp số tự động 9 cấp, giống nhau luôn các bạn nha, không có khác gì hết. Công suất của chiếc xe, công suất của động cơ này là 367 mã lực, cũng giống như là trên các chiếc xe Mercedes-Benz S450 phiên bản 2020-2021. Đó, thì vừa rồi thì Duy cũng đã cho các bạn xem ha, hai cái chiếc xe này giống nhau và khác nhau như thế nào, có những cái điểm gì cải tiến, có những cái điểm gì mà không được cải tiến ha. Đó, thì vừa rồi thì Duy cũng đã cho các bạn xem rất là chi tiết rồi. Ok, bây giờ Duy sẽ xin phép ha, được kết thúc video clip tại đây đi. Nếu các bạn có bất kỳ những cái quan tâm nào đến những cái mẫu xe của Mercedes-Benz hoặc là cái chiếc xe S450 này, các bạn cần có thêm thông tin gì về em nó thì cứ liên hệ với Duy qua số điện thoại của Duy là 0914653979. Nếu các bạn thấy video clip của mình hay thì đừng quên bấm like và share giúp mình. Đừng quên bấm nút đăng ký và nút chuông bên cạnh để cập nhật những thông tin mới nhất về tất cả những mẫu xe của Mercedes-Benz. Xin cảm ơn các anh chị các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các anh chị các bạn trong những video clip tiếp theo.